Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nóc Sinh Minh nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ đi khám phá mấy cái mắt mới ở bên Arcadia nha các bạn. Ok, bắt đầu thôi.
hết cái nhiệm vụ đi khám phá thêm một cái bao đôn mới nữa rồi nha các bạn. Cái bao đôn này là Smoking Volcano bao đôn đó. Bao đôn này thì mình không biết, cho nên mình sẽ để dành video sau nha. Ok, thì bây giờ mình xin tạm dừng tới đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình chơi. Và mình mong là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình bằng cách bấm like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Và các bạn nhớ chia sẻ video này thật là rộng rãi để chúng mình có thêm nhiều view nha các bạn. Và mình mong là các bạn sẽ donate cho mình tiền qua PayPal. Và đường link sẽ ở trong cái đường phần mô tả hoặc là ở dưới phần bình luận nha các bạn. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.